Chào mừng toàn thể quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu về đây tham dự chương trình Rù Tết Niên, tiên phong dẫn đầu của văn phòng tổng đại lý Thanh Khê Liên Chiểu trong buổi tối ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Trung Nghĩa thay mặt ban tổ chức chương trình gửi đến toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý quan khách, năm 2016 vừa qua là một năm thành công đối với đại gia đình Rodenso Việt Nam nói chung và Rodenso Đà Nẵng nói riêng. Và trong niềm tự hào đó, văn phòng tổng đại lý Thanh Khê Liên Chiểu đã vinh dự tổ chức chương trình Rù Tất Niên tiên phong dẫn đầu để cùng chiêm nghiệm lại chặng đường phát triển trong năm 2016 vừa qua. Và thông qua buổi tiệc ngày hôm nay, giám đốc văn phòng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể anh chị em nhân viên công ty cũng như toàn thể anh chị em tư vấn viên của hai văn phòng Thanh Khê và Liên Chiểu. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý quan khách, về tham dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin được phép trân trọng giới thiệu về phía ban lãnh đạo công ty. Xin toàn thể quý quan khách hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chào bà Trương Thị Kim Liên, giám đốc văn phòng tổng đại lý Prudential Thanh Khê Liên Chiểu. Xin được trân trọng giới thiệu anh Hoàng Xuân Lộc, trưởng bộ phận giao dịch bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quang Hoàng, giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential khu vực Quảng Nam Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Sáng, giám đốc văn phòng tổng đại lý Rodenso EAK. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Minh Thúy, giám đốc văn phòng tổng đại lý Rodenso Cẩm Lệ Hòa Vang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Đại Quyết, chuyên viên bộ phận huấn luyện khu vực Quảng Nam Đà Nẵng. Và đặc biệt hơn là sự hiện diện của các anh chị trưởng ban, trưởng nhóm, các anh chị tư vấn viên xuất sắc của hai văn phòng Thanh Khê Liên Chiểu, các anh chị nhân viên văn phòng đã có mặt đầy đủ trong buổi tiệc tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật đặc biệt nữa để đón chào sự hiện diện này ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa với toàn thể quý vị khách quý, chương trình tất niên của văn phòng tổng đại lý Thanh Khê Liên Chiểu ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc chờ đón tất cả các anh chị. Và kính thưa với quý vị, sau đây xin trân trọng mời toàn thể khán phòng chúng ta cùng đứng lên và ca vang bài hát truyền thống của công ty bảo hiểm nhân thọ Rodenso We Are Number One. Xin mời ạ.